Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình lại lên ở nhà nhà của anh Giáo, 32 tuổi, và cái nhà trước mình có quay một lần cái video 32 tuổi mà có 9 con. Và bây giờ thì đã lên cho ông ngoại. Bây giờ mình đang lên nhà của anh Giáo mọi người ạ. Ôi, bên kia toàn mấy cái đồi người ta trồng lúa nương ấy. Trồng lúa nương với trồng cây. Nhưng mà bây giờ lúa thì cũng gạt hết rồi, cây khá lớn rồi. Thôi bây giờ lên nhà anh Giáo nhá. Không biết anh ấy ở nhà không? Mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi liên tục, ốm mọi người ạ. Kìa, thì cái đứa bé này, bố ở nhà không bé ơi. Nhà không anh ơi? Và ô bà để bà ấy mọi người ạ. Bà vẫn còn ở đâu đầu à, hay sao mà phải giá là mấy hôm nay không biết cái ký hiệu nó hậu nó như thế nào ấy, toàn thấy đầu đầu lại đầu răng nữa. Đầu răng nữa đầu trong... đầu lại đầu răng đầu các mọi mọi cái không biết nữa. Trong mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi thế, cái thời tiết thì nó cũng thay đổi dần rồi. Vâng. Thì cũng đâu là chí đâu ấy nay, hôm nay thì chắc có khi nó cũng rảnh rỗi một ít đấy. Thì chắc có khi nó cũng đi chăn trâu chăn bò rồi. Mấy đứa cháu đi học à? Những các cháu các con đấy thì đi học hết rồi. Và đồng con là thế thôi. Và đấy này em à, tiện đi qua xong rồi em bảo ghé lâu quá rồi chưa ghé thăm nhà anh, em không ghé qua. Con người thì nông dân thì cũng như thế thôi. Thế thôi anh ơi. Hôm nay thời tiết là thay đổi sao hơi rét rét rồi. Hôm nay thì cũng thấy nó hơi rét rồi đấy. Và đấy. Thì là sắp mưa sao? Trời kiểu gần mưa rồi. Trời kiểu nó chắc là mưa phùn thôi. Mấy hôm nay làm gì vậy? Mấy hôm nay thì cũng chả làm được ra cái gì. Đấy. Em cũng thế, có làm nên gì đâu, mấy hôm nay toàn nhà không. Đấy, đông con thì kín ngày ăn ngày, bữa qua bữa thôi. Vậy. Đấy, khổ lắm. Nào, thế thì tiện thể coi như là hôm nay em chú vào đến đây thăm gia đình ấy thì cái chả gì? Có cái gì mời rượu á? Thôi anh mời nước đi được rượu rồi. Uống xuông thôi, cũng chả có gì cả. Ôi, nước ơi, nước được rồi anh ạ. Rồi. Có phải rượu này em ngại quá. Nào, mời thôi, chú nha. Mời anh. Rồi. Rồi. Mọi người ạ, nay em lên là thăm nhà của anh Giáo thì anh Giáo còn mời rượu. Mời cả nhà nhé. Rồi. À, dạ. Ừ. Ê à, rượu này được ấy. Hơi đặc. Rượu này rượu đấy, rượu gì ấy anh? Cái rượu này thì mình khác thử nấu rồi. Nấu à? Ừ, nấu ngâm, rồi ngâm cái gì lại cho thuốc vào. Thuốc vào. Đấy, cái này là nó chứa được nhiều cái bệnh lắm. À. Ừ. Chẳng hạn coi như là mình đi lao động ấy thì coi như là tối thì về này nó mệt mỏi là mình lại uống. Khoảng 1 đến 2 ly thế thôi. Đấy. Cái thuốc này mình khắc tuyển lấy này các bạn. Cái thuốc này là coi như là nói chung ấy thì coi như là mình khắc lấy vì đấy là nó là cái thuốc nam. Và. Đấy. Ôi cái rượu này công nhận là đặc thật ấy. Rượu này thì coi như là nó đặt tiêu chuẩn 100% rồi. Em uống có tí vào mà thấy nóng hết cả cổ họng. Đấy. Đấy là cái rượu này ấy là mình khắc tự nấu. Và. Đấy, mình khác tự nấu rồi cái men của mình như này mình khác tự làm. Và. Uống là nó đảm bảo 100% và không đau đầu, không đau da. Và. Ok cái đứa này đứa út à anh hay là đây là đứa chưa là đứa út nữa. Chưa là đứa út à? Chưa đứa út nữa. Thế đứa còn út đứa à? Nữa. Đứa út đi theo mẹ. Đứa út là chắc có khi nó đi theo mẹ rồi. Và. Đứa này chưa đi học à? Đứa này thì coi như là sang năm nữa. Và. Thì cái điều kiện khó khăn thì cũng phải sang năm nữa. Và ở đây thì theo em biết thì đây đi học nó cũng khá xa đúng không? Là nó hơi khá xa tầm khoảng 5-6 cây gì đó. 5 đến 6 cây số. Và
nhưng Thế mà bây coi giờ như còn đứa này ở với bà. công nhận là coi như là nhà nước nó cũng tỏ cái điều kiện coi như là phục vụ với bà con ấy, thì làng xóm ấy thì coi như là cũng đường đi lại thì cũng cũng được rồi, Và cũng được cái tương đối rồi. đúng rồi, bữa nay nhà nước sửa lại cái đường, bây giờ đi nó dễ hơn một chút. Nó dễ hơn Nếu mà không mưa, chỉ sợ trời mưa, nếu mà không mưa thì đi nó khá ok rồi. đấy. Thế bây giờ mấy cháu đi học là toàn trỏ dưới kia thôi nhỉ? Các cháu đi học ấy thì nó nhà nước ấy thì coi như là nó cũng tạo cái điều kiện, đường đi xa quá thì nó cũng tạo cái điều kiện là coi như là bây giờ nó trỏ dưới kia rồi Vâng. đấy. Trò dưới kia là cơm nước và cô giáo nó lo hết à? Cơm nước ấy thì coi như là các thầy cô thì nó cũng lo liệu Vâng. đấy. Cho các em các cháu thì bây giờ nó cũng được cái đường đi lại thì nó cũng khó khăn rồi Vâng. đấy. Nhà anh là bây giờ mấy mấy cháu nhỉ? Nhà anh tổng số đây coi như là thành 9 con rồi. Chín con à? Nhưng mà hình như là trước em nhớ không nhầm là có hai đứa là đi lấy chồng hay sao? Có 2 đứa thì bây giờ đi cũng đi dâu rồi Và đấy. cái ảnh còn, cái ảnh Đấy, cưới cái ở trên ảnh này thì này. vẫn còn đấy. Và để hai hai cái đứa cả đi. Đứa cả thì mặc cái áo trắng, còn đứa thứ hai mặc À áo đỏ và để đứa đấy. cả, để đứa thứ hai Đấy. anh năm nay bao nhiêu tuổi mà đã có con, hai hai con gái đi lấy chồng rồi? Nói chung ra thì năm nay thì anh cũng được 32 tuổi rồi đấy. Thế còn trẻ mà. Vẫn cũng không trẻ lắm rồi. Có hơn em vài tuổi thôi. Con của em năm nay mới vào lớp 1 đấy. Thế cho anh lấy vợ sớm. Ngày xưa thì coi như là thèm quá đi, thế là lại lấy trước rồi. Đấy, coi như lấy xong thì tầm nó khoảng nửa tháng là lại có con rồi. Đây, 9 tháng 10 Phải ngày nói chung nó là lại phải đẻ. phải nói là ngày xưa thì bọn anh ấy được cái bộ xương cốt nó khỏe hơn bọn em bây giờ. Bọn em bây giờ thôi, em bây giờ hai con không muốn nuôi nổi. Bây giờ hai hai đứa cả đi lấy chồng còn còn lại 7 đứa. Bây giờ là nó còn 7 đứa. 7 đứa đấy là coi như là đi học một chỗ rồi. Và ở đây em thấy có thằng em hay thằng cu ở nhà sao kia là cũng là Đấy là con trai cả. cái thằng cả Đấy cái thằng cả. kia là cả của hai hai cái đứa đi lấy chồng hay là sau hai cái đứa đi lấy chồng Đấy là xong. sau à? Hai cả thì Thế cũng sắp sắp lấy vợ được rồi, thế cũng lớn lớn hay rồi. chắc có khi cũng chả biết nữa. Sau này thì chắc có khi biết đâu được, sang năm nó lại vợ nữa thì. Chắc ngày xưa anh tầm cái tuổi đấy anh lấy vợ Nhưng anh thì tầm mấy cái tuổi đấy là anh giao lưu rồi. rồi. Đấy. Giao lưu. Giao lưu một số vấn đề, cái vấn đề đấy thì kể ra là giải lắm. Và Đấy. Nào uống nước này em chú. Nào. Uống nước. anh đâu, nước chè rừng đó mọi người ạ. Đấy là chè rừng. Em chú uống cảm thấy nó như thế nào không? Thơm Nó thơm. thơm Và uống thì nó lại có cái ngọt đấy. và Mình mang về xong á thì mình xào xong, tức là để tầm nó khoảng 1 đến 2 ngày xong đấy mình muốn uống ấy thì mình lại đi xào tiếp và uống là nó rất thơm. và đây có cái sừng gì đây? Đấy là cái sừng, là sừng sừng nai rừng ấy. À em xem tí nhá, Rồi, cứ xem bình thường thôi. cái này có phải là cái sừng cái con là sơn dương kia không? Đấy là cái sừng sơn dương kia đấy, là sừng nai Ồ rừng đấy. và Đấy. cái này là cái nói sừng nó nhỉ, Đấy. còn cái này là cái đẹp nhỉ. Bây giờ chắc không có rồi. Bây giờ là hiện tại là bây giờ là coi như là nói chung ra thì không còn nữa rồi. Và Nó hiếm có lắm. anh cũng biết đàn à? Anh thì cũng sơ một ít Cái đấy. này em chịu. Đấy.
Cái này em chịu. Khi nào có thời gian anh đàn cho một rồi bài em nghe. Có thời gian ấy thì coi như là chú lên thì anh sẽ đàn cho. Vâng. Đây chắc là ông cụ đúng không? Ừ, đấy là ông cụ. Với bà, với ai, với chị. Mấy đứa cháu. Ok đưa, mà bây giờ ông bé đây là có phải là cái đứa bây giờ đi lấy chồng ừ, rồi. Này không? Cái đứa này thì đề lúc bé. Ừ. Đấy là cái lúc vừa lấy xong tầm khoảng là vài năm ở rồi. Đấy. Ừ. Đứa này là đứa cả, còn đứa này là đứa thứ hai. Ừ. Thế là lúc đó ông vẫn còn đúng không? Ờ lúc đấy thì ông vẫn còn. Vâng. Với bà thì vẫn còn khỏe. Vâng. Ừ. Lúc này nhìn bà còn trẻ. Ừ. Cái thời đấy thì bà vẫn còn trẻ thôi nhưng mà anh lúc trẻ cũng đẹp trai phết chứ. Thời đấy thì cũng tạm được. Tạm thôi, chưa là được nhưng mà tạm được thôi. Này em đi chợ về xong là tiện vào là tiện đường thì lâu lâu ghé cho nhà anh chơi. Nào. Vâng. Làm điếu thuốc em chú. Em xin. Thôi mọi người nhé, bây giờ thì em nói chuyện với ông anh, em xin tạm dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người khi khác. Nào dạy dạy thì bảo ông anh nó đàn trong một bài này. Nghe nhé mọi người, nhớ đăng ký và like ủng hộ em.